Ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với lại R&B trong khu Asa Corner, trong khu Vietnam Town. Trong đó chúng ta gặp anh Trung, anh Alan và cùng với người bạn, đặc biệt là ăn bánh trung thu và rất là nhiều các câu chuyện vui đúng không? Rất tiếc, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi cái livestream ngày hôm qua và cũng như share cho nhiều cùng xem, và cảm ơn quý vị đã đến đặt bánh, mua bánh, gửi bánh đi rất là nhiều nơi. Và hôm nay thì Đức Tiến muốn mời quý vị chúng ta cùng đến với một tiệm R&B khác, và trong đây có rất là nhiều điều thú vị. Hôm nay không chỉ có một mình Đức Tiến, không chỉ có một mình anh Alan, mà chúng tôi còn có hai cô gái xinh đẹp, thành công và tài giỏi cũng có mặt trong buổi nói chuyện ngày hôm nay nha. Bây giờ thì Tiến mời tất cả bạn bè, khách hàng và quý vị cùng Đức Tiến vô, chúng ta cùng gặp gỡ và trò chuyện với các nhân vật này nha. Xin mời mọi người. Hello, đây anh Alan, mời anh Alan giới thiệu mọi người nào. Alan xin chào quý vị khán giả và cảm ơn Tiến hôm nay đã cho mình một buổi họp trưa ngày hôm nay với hai người đẹp. Alan phải giới thiệu, đó là em Jody và em Ân. Và hôm nay tụi anh sẽ có cơ hội ở đây để được thưởng thức và ăn bánh trung thu tiếp với anh Alan. Nghe nói mà thưởng thức mà ăn bánh trung thu anh tiếp, cái tiền nghe bánh anh, em tưởng nó là ăn Alan chứ. Làm em nói em không ra hơi luôn, em mới ăn trưa xong rồi, cho em bình tĩnh chút. Lâu ngày Alan càng ngày càng đẹp trai anh Alan. Ôi. Cái gì ta nói gì chị, khách đến nhà không trà thì bánh không bánh thôi. Mà tới đây là vừa có trà vừa có bánh. Vừa có trà vừa có bánh, mà coi như bánh không phải một loại mà tới chín loại lần nha em. Chính là bánh này. Wow. Đúng rồi, chính bánh năm nay của tụi anh đem đem tới một cái hương vị mới, là mình lấy số 9 là số may mắn và mình có 9 loại bánh đó. Thì đây là những loại bánh mà Alan muốn giới thiệu với lại cả Ân và cho đi nha. Là đây là một bánh mà Alan thấy năm nay rất là nhiều người và mấy bạn trẻ rất là thích, đó là món matcha red bean của Nhật Bản. Các bạn thích trà xanh không? Trà xanh đậu đỏ. Trà xanh đậu đỏ. Đó. Cái này chút xíu có câu chuyện Alan sẽ nhắc khéo lại sau đó. Rồi đây là món một cái món mới năm nay, đó là bánh bánh nhân dẻo taro mè đen trứng muối, khoai môn. Khoai môn mè đen trứng muối. Yes. Bánh này rất là thanh, đó là đậu xanh lá dứa với lại cả trứng custard. Ừ. Cái này là ngọc cao nguyên, rất nổi tiếng năm ngoái, và quý vị lên ăn thử lại. Đấy là bánh dẻo dẻo của mochi nha, và nó là nhân dừa và mè đen trứng muối. Ừ. Đây là mocha milk tea, là trà sữa Nhật Bản. Ừ. Và đây là candle coconut, đó là một cái món cũng rất là mọi người đặt rất là nhiều năm ngoái và mua, đó là nhân dừa, vỏ bánh candle và có trứng muối. Rất quyệt vô, ăn rất ngon. Đây là một món mà rất nhiều người Việt Nam mình rất là thích, đó là món phượng hoàng mỹ vị, nó có thất nhân thập cẩm, tất cả những loại đậu và có ổi yến trong đó. Và đây là một món ai mà thích sầu riêng thì đây là một món sầu riêng không thể bỏ qua, đó là bánh dẻo nhân sầu riêng của Mã Lai Mustang King. Còn đây là một cái món của năm nay đó sẽ rất là hot nữa, là bánh này là bánh nướng của đậu xanh lá dứa với trứng muối. Và chút xíu chúng ta sẽ thử một cái series. Ở đây là nhân tám bánh, nó là một cái series của chín loại bánh này, nhưng mà mình phiên bản nó vô size nhỏ để mọi người có thể ăn và dễ ăn hơn và không bị ngán. Đó là cái sân phiên bản năm nay, chút xíu mình sẽ thử. Đó, ngày hôm nay đến thấy có thể các mình bắt đầu là bây giờ thì phải nói là rất là hôm nay thì mình có hai người bạn chúng ta đến đúng không, Jody và Văn An từ Sapto, ta từ Sacramento đến đây. Thì chút xíu chúng ta sẽ hỏi thêm là bạn An là như bạn Jody này là thân thiết với anh Alan như thế nào, mà ngày hôm nay là ngày cuối tuần mà bỏ hết con cái, người yêu, bạn bè, lập 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 la để mà đến đây nha. Thì chút xíu mà chia sẻ với hai người đó. Trà ngon thì tới, bánh ngon thì mà lao về đúng không? Nhưng mà đầu tiên muốn chia sẻ trước khi mình ăn bánh với nhau mọi người, thì mọi người biết đến Alan rất là nhiều ở bên ngành địa ốc đúng không? Rồi sau đó là Alan cũng có mở rất là nhiều cái tiệm về về thức ăn thức uống ở tại Việt Nam và ở đây đúng không? Và bánh trung thu là mình làm năm nay năm thứ hai đúng không Alan? Năm thứ hai đúng không? Đây là thương hiệu Tài Thông rất là lâu năm, có tiếng ở bên Singapore. Và mình rất là hân hạnh có cơ hội được hợp tác và đem bánh này qua Mỹ. Đó là một cái vinh dự và Alan cảm thấy rất là vui vì từ cái này là phải nói là bánh rất là đẹp và rất là ngon, cho nên là Alan rất là thích, và đây là một thứ bánh mà Alan nghĩ là mọi người nên thử một lần. Bây giờ thì chắc nhờ camera quay từng cái cho quý vị xem nha, quay cận giùm Tiến luôn. Từng cái, cái màu xanh này anh nói lại em mà nó là gì?
Cái này là trà xanh đậu đỏ Nhật Bản. À. Rồi, cái màu tím anh. Bánh taro nhân mè đen trứng muối. Mè đen trứng muối, còn đây ạ. À? Bánh đó là bánh đậu xanh lá dứa trứng custard. Dạ. Cái này là ngọc cao nguyên một của các tiếng Anh là gọi là Black Forest nhân mè đen trứng muối rồi mới nhân dừa trong đó. Dạ. Trà sữa Nhật Bản. Cái này là candle coconut, cái này là phượng hoàng mỹ vị nhân thập cẩm, cái này là sầu riêng mã lai mushroom king, cái này là bánh nướng đậu xanh lá dứa mè đen và trứng muối. Rất là vị rất là đa dạng và rất là mới mẻ, và quý vị sẽ có thể khám phá mỗi một cái vị khác nhau. Dạ. Đặc trưng thì Đức Tiến cũng hay ăn bánh trung thu của nhiều nơi, và thậm chí là nhiều quý vị cũng là mua ở họ bán ở chợ cũng có, họ bán trong Costco cũng có, nhiều nơi cũng có lắm, nhưng mà ăn bánh trong đó thì thứ nhất là Tiến cảm giác nó bị bột và nó bị khô. Với lại cái nhân của nó sometimes là nó có cái mùi nó không có còn tươi bằng bánh ở đây. Còn bánh đã Tiến đã ăn qua rồi, hôm nay sẽ ăn lại của mọi người của mình, là nó mềm, nó dẻo, nó hòa tan, ăn tới đâu nhai tới đâu là nó hòa tan vô trong miệng của mình, và mình cảm giác như là mình ăn một cái gì đó mà nó tan được, nó thấm được trong miệng của mình, rất là ngon so với các bánh bên ngoài. Và mình ăn được nhiều bánh khác nhau, còn mà ăn được một cái nữa cái làm thấy no rồi. Thì riêng hôm nay trở lại với Jody. Jody là một người bạn thân của anh Alan từ trong công việc mà cho đến cả trong cuộc sống, đúng không? Rồi riêng ngày hôm nay thì hỏi thật là Judy có ăn bánh của Alan chưa, và hôm nay đến ăn thử thì cái cảm giác của mình như thế nào? Mình đề nghị nói tiếng Việt cho nó rõ ràng, ăn bánh của Alan nó hơi ngại ngại. Bánh của Alan bán á? Đúng rồi đó, mình phải thêm chữ bán vô nữa chứ, nó bánh của Alan nãy giờ Judy ngạn hai lần rồi đó tí. Nói chung là thật sự thì trung thu thì cũng không có gọi là cái gì là mới mẻ so với văn hóa của người Việt Nam mình nữa. Nhưng cái quan trọng là nó mới như thế nào trong năm nay đó quý vị. Thì nếu mà ai đã ở San Jose mà đã từng ghé đến quán trà sữa R&B trong Việt Nam Town, và cũng đã từng ghé qua Asha Corner thưởng thức những cái món bánh trung thu mà năm ngoái của anh Alan đem về, phải nói là lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ luôn. Thì năm nay thì thật sự là đã Tiến nói là thân, nhưng mà thật là thân ai nấy lo đó quý vị hiểu không? Chẳng qua là Châu Điền cũng thích uống trà sữa, là bữa nay được ra nghe nói là livestream xong được 9 cái bánh em về á. Cho nên có một sự gài hàng rất là nhanh gọn lẹ. Chị bị trả giá rồi đó, em được 2 hộp lần đó. Ủa vậy hai em được 2 hộp lần đó? Không, em hai hộp đúng rồi, tại em từ sắc tôi em xuống cho nên là em được 2 hộp. Có nghĩa là anh này anh có cái power rất là lạ thưa quý vị. Bánh thì cứ nói là chừng nào em ra em cứ mua, nhưng mà em tới em livestream. Em nói là mua đương nhiên rồi, tới em ra làm gì chứ? Cứ ra là mua. Nhưng mà em tới em livestream mới tìm được 9 cái bánh em về, cho nên là thật ra là quý vị là phải nên ủng hộ cho anh Alan, là bởi vì thật ra là bánh trung thu hồi nãy cũng nghe Alan giới thiệu rồi đúng không ạ? Tất cả mọi cái nhân trong cái bánh này á, nó cũng rất là lạ nữa. Thật ra là bánh trung thu ngày xưa tới hồi nhỏ tới lớn nên mình chỉ ăn là bánh đậu xanh nè, thập cẩm nè, bánh hạt sen nè. Sau đó nữa thì lại thêm những cái món rất là vi diệu như là vi cá rồi gà quay rồi lạp xưởng gì tùm lum tùm la hết á. Nhưng mà thật sự là để mà thưởng thức được cái tinh túy và cũng như là cái sự mới lạ của cái ngành thực phẩm Nhật Bản á, thì quý vị nên ăn thử những cái món bánh của Tài Thông. Bởi vì đây là một cái công ty mà có thể nói là đứng nhất nhì của châu Á về làm bánh trung thu. Và quý vị cũng thấy không, màu sắc của họ không phải là dùng những thực phẩm màu, mà cũng là từ những nguyên liệu thiên nhiên ra để mà làm lên những chiếc bánh như thế này. Nhân cũng rất là mềm, dẻo, bánh có thể để được lâu, không bị khô. Ăn bánh trứng muối cũng có một cái mùi vị rất là nhẹ nhàng, không có bị tanh và hôi như những cái món bánh trung thu khác. Thực sự là nếu không phải là mình khen quá thì nói là tại bạn mình bán thì mình khen, mà thật ra là chính bản thân Châu Đi cũng đã ăn thử tất cả các mùi vị bánh này năm ngoái. Và đây là những cái lời mà review, phải nói là cũng thật ra Châu Đi cũng là một loại người khá là kén ăn á, chứ không phải là ai cũng dụ Châu Đi tới mà cho chính cái bánh mà Châu Đi nói đâu nha. Mình cũng kén ăn lắm thưa quý vị. Mình cảm thấy là nếu mà mình ăn được, mình giới thiệu cho bạn bè, bà con hoặc là những người thân của mình, thì mình thật sự nha, mua một cái bánh mười mấy 20 đồng nó cũng ở đâu cũng có. Rồi cái packaging ở đâu nó cũng có được tinh tế khác biệt khác nhau. Nhưng mà nếu mà thật sự mà mình có được chung cái khẩu vị với nhau thưa quý vị, mà mình bỏ một số tiền ra mà mình ăn được một cái bánh mà nó thật sự nó đáng chất lượng như vậy á, thì thật sự là cũng đáng cái công mình đi làm vất vả kiếm đồng tiền, thì mình cũng nên hưởng thụ và ăn được những cái bánh nó thật là ngon. Thì đây là một trong những thương hiệu bánh Tài Thông,
mà hiện tại tại California cũng như San Jose là chỉ có R&B John Allen Nguyễn làm nhập qua và bán từ năm ngoái tới năm nay rồi. Thì thôi quý vị thấy ảnh đẹp trai không, quý bạn cứ đi làm hoài à, thôi mua ảnh, mua giùm bánh cho ảnh để cho anh đi nghỉ sớm giùm em đó quý vị ơi. Hôm nay là sẽ có rất nhiều câu chuyện chia sẻ mọi người. Đầu tiên Tiến xin trả lời trên các bạn đang hỏi trong livestream là bánh trung thu bán giá bao nhiêu vậy anh đẹp trai? Dưới đây anh ơi, hỏi luôn nữa. Anh Việt muốn order làm sao và giá cả cho chính cái, please. Đó, hai người trả lời luôn. Bánh thì mình có thể giới thiệu được là bánh như bánh trà xanh đậu đỏ này là 18 đồng. Bánh này cũng là 18 đồng nhân nhân chay. Cái này là nhân chay luôn và bánh này là bánh nhân chay luôn là 22 đồng. Còn một vị bánh nữa là vị bánh rất là thanh đó là Jay Custer là bánh này cũng 18 đồng. Còn tất cả vị ở trên đây là 22 đồng. Để sơ sơ cho lần giới thiệu đây, đây là bánh set sampler này là 88 đồng một set nha. Rồi đây là một cặp bánh đôi. Thì chút xíu sẽ có một câu chuyện rất là hay về cặp bánh đôi ta. Thì hôm nay mình sẽ có một câu chuyện nhỏ chút xíu mình sẽ tâm sự về cái bánh này nha. Đây 44 đồng. Hộp bánh set 6 bánh là nó là một cái mẫu bánh là 138 đồng nha. Mình sẽ có được 6 bánh lớn và mình có thể lựa bất cứ loại bánh nào. Giỏ sắt này cũng là rất là tinh tế, nó là một cái thiết kế mà mình mới vui á, là nó là một cái giỏ sắt giống như một cái túi sắt Hermes của mấy người phụ nữ chúng ta vậy đó. Thì mọi người có thể thấy được là nó rất là nhìn rất là tinh tế và hay. Thì món quà này là món quà năm ngoái đã được rất là nhiều khách hàng ủng hộ. Và song song đó mình có một sản phẩm nữa là năm nay mình nâng cấp yến lên. Thì mình sẽ bỏ yến vào trong, hai tay yến vào trong cái hộp này. Thì giá nó sẽ là 150 đâu cho 4 bánh cộng thêm hai tay yến ở trong hộp này nha. Thì đây là một món quà mà nhất định quý khách mà muốn cho tặng cho gia đình hoặc người thân, và người nào mà mình muốn có một cái treo một cái cảm tình rất là chân quý đó, thì đây là một món quà không thể nào bỏ qua. Đó, riêng hai cái mẫu này là không thể tìm được đâu ở Mỹ đâu. Ở mua đâu hả? Dạ, cái này thì mình có hai chi nhánh nha. Mình có chi nhánh ở bên Việt Nam Town R&B ở San Jose. Và đây là chi nhánh thứ hai, R&B Mercedes. Thì quý vị có thể ghé bất cứ hai chi nhánh này để có thể mua hàng. Nhưng năm nay chúng tôi có một chính sách rất là hay, đó là quý vị có thể ngồi ở nhà ở bất cả nơi đâu trên nước Mỹ hay là ở Việt Nam, có thể đặt hàng mua trên mạng và chúng tôi ship toàn nước Việt Nam, no, Việt Nam tới nước Mỹ. Và với 15 đồng tiền shipping thì quý vị có thể ship bất cứ số lượng thùng bán tới một cái địa chỉ. Nghĩa là quý vị đặt 3 thùng bán, 3 hộp bán hay là 2 hộp bán hay là 1 hộp bán vẫn chỉ 15 đô tiền shipping, và nó mất khoảng chừng từ 2 cho tới 5 ngày tùy theo định vị xa gần của tiểu bang California. Dạ, dạ. Rồi quý vị nào đang coi cái livestream này ngày hôm nay mà muốn ăn bánh hay muốn đặt bánh, còn riêng nào ở quý vị nào ở tại San Jose thì có thể đến ăn bánh hoàn toàn miễn phí nha, ăn thử được 8 loại bánh luôn. Còn ai muốn thử vấn đề khác thì mình không có ý kiến ha. Và có nhiều cái loại bánh cho quý vị đến ăn thử tại nơi đây, đi cùng với vợ, với chồng, với con cái, với bạn bè ở các khu R&B ở trong Việt Nam Town. Và tại nơi đây có hai cái địa điểm, hai cái location đặc biệt đó, thì là như tiếng nói là để tặng một cái món quà cho những cái người mà quý vị yêu mến á. Thì mùa trung thu là một cái cơ hội để tặng một cái sự ngọt ngào là bánh trung thu. Tuy nhiên để lựa chọn bánh trung thu ngon, nổi tiếng, danh tiếng, mẫu mã đẹp và sang trọng và giá cả hợp lý, thì đây là một trong những gợi ý mà Đức Tiến nghĩ là quý vị nên đến để thứ nhất là ở đây thì chúng ta ăn thử và cảm thấy được nó đẹp, nó sang. Còn nếu quý vị ở xa thì Tiến đã có quay rất rõ cái hình ảnh để quý vị thấy được rất đẹp và rất sang. Và thật sự mà nói có 148 bánh hả? Một hộp 100 mấy? 138 đồng thôi, nó cái tiền hộp này không. Tiến nói là mình ở đây làm không nổi nha quý vị nha. Thiết kế mẫu mã đẹp sang trọng từ cái nắp mở rất là cách điệu đẹp không? Nó y chang như cái túi Hermes mà quý vị ước mơ đó. Anh em có cái túi này, túi Hermes trung thu đó, cái tay cầm rất đẹp và rất sang luôn. Mà tặng cái này không là giống như có ô em nói là ăn bánh trung thu xong nhưng mà xin cái hộp giữ lại đựng hộp xoàn với thằng vàng. Đó thì hôm nay thì có An hả, em là An rồi. An ở Sóc Đồ xuống thì mời An chia sẻ thêm là An có hay ăn bánh trung thu của những năm trước không, và năm nay thì như thế nào?
Em ăn cũng một năm rồi anh, cho nên là giờ cũng quên vị rồi, cho nên là nếu mà được em thì ăn một năm lần hả? Một năm nó ăn năm trước, năm trước vì mình quên vị rồi, cho nên mình cần thử lại để mình biết nó ra làm sao mình mới review được, tại vì mình chưa ăn lâu quá em đâu có nhớ. Chị nhớ là anh mới nhập về mà ăn chị năm vậy. Em cũng nhớ nhớ thôi, cho nên là giờ mình cũng cần phải thưởng thức không để mình biết là nó ra làm sao mới review được chứ, đúng không chị? Đúng rồi, có nghĩa là ý em năm rồi 360 ngày sao đúng mà quên rồi sao nhớ được. Thì cắt bánh ăn là ý, nhưng mà ủa sao đây mình có 9 cái mà trong sample có 8 cái vậy anh? Thật ra là cái hộp này nó chỉ có đạt được 8 cái bánh thôi, cho nên là có nghĩa là khách có thể lựa 8 mùi khác nhau. Tám mùi khác nhau chứ không phải là nó phải là như vậy. Alan sẽ ngẫu nhiên lấy 8 vị bánh để bỏ vào đây. Dạ. Nhưng mà nói chung là vị nào cũng xuất sắc. Dạ. Thế giờ hình thức mà những cái người tiểu bang khác mà họ đặt bánh thì sao hả anh Alan? Anh có trên mạng Facebook của bên R&B Mooncake, đó là mình trên search trên mạng đó. Dạ. Trên đó thì chúng tôi sẽ có một cái landing page đó, là sẽ có thể click vào đó và quý vị có thể đặt hàng trên đó. Nó rất là tiện. Dạ. Và mình sẽ đặt qua Facebook và trên trang chính của R&B luôn. Có nghĩa là năm nay đó là quý vị có thể đặt được bánh trung thu trực tiếp qua Facebook trang mạng của R&B Mooncake. Quý vị có thể đặt bao nhiêu hộp cũng được hết và tiền shopping là từ 15 đồng trở lên. Trong Black dòng 15 đồng. Dạ, yeah, tìm có phát luôn hả? Black coi như là oh, wow. 15 đồng. Wow. Hộp cũng 15 đồng. Wow, cái này Alan hơi rộng rãi đó quý vị, tại vì shipping bây giờ xăng nó lên, nó giá nó mắc lắm. Chưa đi biết, nhưng mà nếu mà Alan làm như vậy thì cũng là một cái điều rất là tiện lợi cho khách hàng, là quý vị cứ an tâm. Flat fee shipping luôn 15 đồng. Mua bao nhiêu hộp cũng shipping như vậy hết. Và trong vòng từ 3 tới 5 ngày tùy theo là cái quý vị ở tiểu bang nào, thành phố nào thì shipping nó sẽ đến trong vòng 3 tới 5 ngày. Rồi bây giờ là chắc là mình ăn thử đi. Tại vì giống như Ân nói là cũng năm rồi đó, em cũng quên rồi đó anh Alan. Tiểu nhị cắt bánh đi. Tiểu nhị cắt bánh. Alan lên sao chưa bỏ livestream lên chút xíu nha. Quý vị thông cảm chút xíu nha. Rồi. Bây giờ Alan đang đợi livestream ha chị, mình đợi xe livestream với lòng. Bây giờ mình giới thiệu cái cặp bánh đi. Mình giới thiệu cái cặp bánh trước đi rồi mình ăn sao được không? Cặp bánh hả? Trời ơi, chị nói em nghe chuyện tình yêu. Cái chuyện tình yêu á là lúc nào cũng là cũng nóng đề, vấn đề là nóng bỏng và sôi nổi hết trơn á. Thôi trên YouTube có gì mà cái gì chuyện tình yêu của mấy bạn single mom gì đúng không? Tôi nhớ coi quá trời coi luôn á. Nên nói chung là nói đến tình yêu là chủ đề rất là háo hức, hừng hực, hâm hở, hào hứng. Nên là ăn bánh á thì phụ đâu quý vị. Cái chính là nói về tình yêu đó. Hai cô này tôi cảm giác như đang độc thân thì phải. Có cảm giác vậy thôi nha, không biết phải không. Mà nó nói thay vào thằng là bánh đôi ta đây. Bánh đôi ta chị. Đôi ta. Tôi đang đợi. Thì hộp bánh này là gồm bên trong có hai. Đây là hộp bánh set hai bánh nha. Với giá là 44 đô. Và vô tình hôm qua anh em mình ngồi chơi nói chuyện, nó ra một câu chuyện thì mình cũng mượn câu chuyện này để mà mình muốn kích cầu cho cái gói quà set này. Là hai sản phẩm này là hai sản phẩm bánh nói chuyện y chang như các chuyên gia Việt Nam. Kích cầu như giống như giá kinh tế toàn cầu rồi đó. Hai cái loại bánh này là năm nay là loại bánh mình lựa là bánh mới trong năm nay, nghĩa là bánh khoai môn và bánh nướng mè đen trứng muối và đậu xanh lá dứa. Thì mình lấy câu chuyện giống như là tuần trước phải, nó có cái ngày lễ Ngô Lan Chức Lữ. Thì một năm người ta mới một lần. Thì Alan lại thấy cái câu chuyện nó rất là hay cho một cặp bánh đôi ta. Thì để mà năm nay thì Alan nghĩ là ai đó mà đang có tình yêu và muốn tặng cho người yêu của mình hay người thương của mình, thì đây là một cặp bánh rất là hay. Và bánh rất là, nói chung là bánh này là bánh loại mới năm nay, lên thử và lên mua tặng cho người yêu của mình. Thì đó là bánh đôi ta. Chút xíu mình sẽ thử cặp bánh đôi ta nha. Còn em chưa có người yêu sao anh? Ôi trời. Em mua nguyên hộp ca này cho may mắn. Hoặc là em có ai để ý rồi em muốn tỏ tình sao anh? Này em ơi, đây anh giới thiệu em. Anh bánh này xong và đang có người yêu. Nếu mà không có yêu, yêu Alan. Alan. Yêu Alan đó, ngày hôm nay thôi, một ngày thôi, một ngày thôi. 18 đồng, thì bánh này là bánh Alan thấy là nếu mà sắp có người yêu và có một người nào đó mà mình rất là muốn không tỏ tình thẳng được á, thì mình nên tặng cho đối phương á, mình tặng cái này. Thì đây là một cặp bánh luôn rồi, có nghĩa là bánh nướng đậu xanh lá dứa và đen và trứng muối. Nhưng mình tặng theo kèm theo một cái lời ý rất là xa xa gần gần,
Đây là đậu đậu đỏ trà xanh. Thì ai mà ăn đậu đỏ trà xanh có nghe câu là ăn đậu đỏ trà xanh thì sẽ có người yêu sớm không? Mình có nghe hôm mà cái vụ mà cô Lan Trúc Nữ là ăn bao nhiêu đậu vậy đó, là ra đường sẽ gặp được tình yêu đến mình đúng không? À, là về Trung Thu năm nay là Alan sáng tạo ra là cái bánh bánh đôi ta là cho nó có hai cái bánh. Hello. So, em ơi, cho mọi người xem khách này cũng đến rất là đông. Thank you các người bạn của R&B và của Alan hôm nay. Nói chung là Alan nghĩ là bánh này năm nay hộp bánh set này sẽ lên ngôi. Và với một câu chuyện rất là vui và rất là hay thì chắc chắn là những người single như chúng mình chắc chắn là sẽ phải chạy ra ngoài R&B để lấy một bộ. Anh single hả? Anh có cần phải khai cái status trên công chúng không? Trời ơi, thật sự luôn, quý vị nhìn đi, cái hộp bánh nhìn cũng rất là dễ thương rồi, chứ đừng có nói chi là tới cái ý nghĩa mà anh dẫn lên một cái câu chuyện nghe nó ướt át dễ sợ luôn á. Ai đang tình đơn phương hay là ngập ngừng muốn ngỏ ý gì đó quý vị, khỏi nghe nhạc anh Lâm Trường nữa, tới luôn Asa Corner đi, mua luôn một cặp bánh đôi ta vậy nè, trà xanh đậu đỏ để bánh trung thu bán cho Lâm Trường. Thôi thôi, gọi Huy Vũ đỡ đi. Hai anh vừa xong ca cho Việt Nam xong, bây giờ mình thôi kệ, hai anh thông cảm anh ơi. Tình đơn phương lâu quá để nó cũng nguội đó, cho nên mình hâm nóng bằng cách là ngỏ ý đi ha. Ngập ngừng ngỏ ý đi nè, bánh đôi ta nha, có trà xanh, bánh trà xanh đậu đỏ và một bánh gì nữa anh? Một cái bánh nướng nhân đậu xanh lá dứa và về đen chút muối. Giá bao nhiêu tiền? Giá bao nhiêu tiền? Cái này 44 đô. 44 đô. 44 đồng để ngỏ ý một cái lời thật sự là vô giá. Để ngỏ lời một cái lời tâm tư là nó vô giá. Giống như anh mới nói đó là cái này mà mua xỉ 10 hộp tặng 10 bạn không chừng đó là mình sẽ được rất là nhiều phương đó nha. Wow. Thay vì mình giữ rất là nhiều phương nha. Mua xỉ 10 hộp cho 10 bạn, có giá cũng vậy luôn hả? Mua xỉ có được giảm không anh? Chắc chắn sẽ có ưu đãi. Dạ. Chắc chắn có ưu đãi. Không, vậy thì lấy luôn 20 hộp biết sao để flat rate 10 tại vì có nhiều tiểu bang đó, thì mình muốn nhiều tiểu bang, mình không cần phải ship qua đó. Ok, mình ăn thử bánh cho chung vui nha. Anh thử đi, anh thử anh đi. Anh Việt Đoàn ơi, chút xíu nữa anh bên nhân viên của anh Alan sẽ liên lạc với anh Việt Đoàn để mà ship cho anh nha. Anh Việt Đoàn nói là bất cứ loại nào cùng xem size nha Alan. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, rồi Jay Lee, Lê Tuấn, Nguyễn Chính, em Lam Lam, rồi sao tên kỳ kìa, giống nhau chưa vậy? Mỹ Mỹ đây hả? Đây nè, đi đi. Sao tên giống nhau cái gì? Phạm Thị Kim Thoa, Lê Lê. Ôi, sau này tự nhiên, hàng chỉ đôi ta, hai chữ đôi. Ồ, thiệt nha, đây nó thiệt nha. Đây nè, nó thiệt luôn nè. Đây nè, em nè, thấy không? Lam Lam đó không? Rồi, Lê Lê tới giờ đó. Đó. Hả giờ đúng rồi, là có cặp có đôi đâu quý vị. Đó. Đó, hôm nay rất là may mắn. Thì bây giờ anh Alan đang sẽ cắt bánh ra để chúng ta cùng ăn thử. Trăm nghe không bằng một thấy không bằng một ít. Hôm qua mình đã thử bánh size lớn rồi, thì năm nay mình tối trưa nay mình sẽ có một cái buổi trà trưa nha. Hôm nay mình uống trà trưa và mình trà trưa hôm nay rồi mình sẽ ăn bánh trung thu tài thông. Thì Alan cũng sẽ cố gắng làm nhanh gọn để cho mọi người có thể thưởng thức bánh. Đây, vỏ bánh bánh size nhỏ 90g nha. Rất mỏng và bánh rất đẹp và nhân rất là mịn. Và cho nên là mọi người mình cứ cho lần mà mọi người chúc nha. Em bỏ xuống một số đi để em. Đây là bánh mà giúp chúng ta xóa ế đó mọi người. Cho nên là cố gắng ấy, ế, xóa ế, xóa ế, xóa ế. Cái này là xoáy ấy nha mọi người ơi, ăn vô là sẽ không no, là bị ế nữa. Rồi, rồi mà hai cô gái. Anh ăn quay phim ơi. Đúng rồi, ngày hôm qua có anh quay phim cho mình, quay xong ra đi gặp mem nó, tại sao quay cho ông quá trời, ông ăn quá, ông mời tôi. Mời dạ, dạ cúng tổ, cúng ông thầy tôi quay phim. Không có ổng là không có phim. Hôm qua anh quay phim, anh nói, quay xong anh nói trời ơi, rốt cuộc là anh là người không được cái gì hết rồi vậy. Bây giờ là phải hối lộ anh quay phim ngay buổi đầu tiên luôn. Thử bánh này coi có ai thoát ế thì tới kiếm Alan tặng gửi bao xì làm mai nha quý vị. Alan dễ dãi quá, cái 18 đồng mà chị bao dễ luôn á, dễ sợ luôn á.
không phát ế được thì tới gặp. Ngọc Hiệp nói là nhìn thèm quá vậy anh, rồi em đặt hàng đi, ship đi đến tận nhà em luôn, chỉ có 15 đồng tiền phí ship bên nha, một hộp cũng như là 10 hộp. Rồi dạ, đúng rồi đúng rồi. Có như là yêu lần đầu cũng như yêu 10 lần nào cũng hết mình. Yeah. Em ăn tham quá, nghe phát ế ăn một cái miếng vô bây giờ nhai mỗi miếng. Uống miếng trà em ơi, cho em đi uống nó sẽ chia vô em. Mọi người nha. Yeah. Tiến cho cô Hà tiến. Ở đây em từ. Đi em. Cái trà mà giống Lobby. Đẹp quá ha, nhìn rất là chắc luôn nha, có bị không sợ bị đổ ra với cái thiết kế này nha. R&B ở tại Việt Nam Thao và ở đây khu này khu gì? Cái này Việt Phoenix, thành phố Việt Phoenix. Ồ. Ok, đó. Để mọi người có thể vào tiếng khu đây nè. Hấp dẫn quá. Mình nói không phải bị vĩnh dảnh mình uống nó khui không, nhưng mình tự khui nó hơi bối rối. Khổ vậy không? Cô ai hỏi gì cha? Cái bánh màu xanh là nhân gì vậy anh ơi? Hai cái màu xanh này đúng không? Cái này hả? Anh nói giá. Rồi giá bao nhiêu một hộp luôn, chúng tôi hỏi. Bánh này mình bán theo set là 88 đô cho 8 cái bánh size mini. Và quý vị thấy đây là bánh trà xanh đậu đỏ của Nhật. Trà xanh đậu đỏ của Nhật. Dạ. Một hộp thì có hai loại, một loại 8 cái là bao nhiêu anh? Cái loại 8 cái này là 88 đô. 88 đô. Cho 8 cái. Còn cái loại mà sang đẹp nguyên hộp 138 đô. Cái này là 138 đô nha chị Thoa ơi, nguyên hộp này luôn. Bên trong là có 6 cái bánh trung thu. Còn nếu mà update là gồm 4 bánh trung thu và hai hộp yến nhỏ, mỗi hộp một tay yến lớn. Đó. Tùy theo tí xíu nữa không? Đức Tiến có để số phone của anh Alan trên đó thì chị cứ gọi về thì anh Alan sẽ có tư vấn cụ thể cho chị nha. Ok, cảm ơn. Dạ. Yeah. Lân yeah. Diễm Hương nó bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng mà anh nhìn anh coi anh chịu không nổi. Bây giờ Alan sẽ để Alan sẽ để xong xong nha. Bánh xà lớn xà bé xong rồi bây giờ mình qua cái người phân nửa của cái trà xanh đậu đỏ này là người mà mình muốn gửi lời thì bây giờ mình cũng sẽ cắt một cái bánh xanh nhỏ ra cho mọi người mình thưởng thức nha. Mình bỏ đây nha. Dạ. Yeah. Đâu đây. Chắc là mình phải đi nhanh chút xíu để vô vấn đề ăn ngay. Sai đây. Cái việc thầy thấy được là nó sẽ có hai sai mình có thể phân biệt ra được nó bự. Đây. Ngon quá. Mọi người nhìn nè. Bánh rất là rất là đầy và rất là nhìn một cái bánh mà có thể thấy được cái gọi là cái phong cách và cái nhà sản xuất bánh nó bỏ một cái kiểu bánh vô rất là hay và mình thấy cắt ra một cái nó rất là đều nha. Nó không bị bể. Đúng rồi, bánh rất mềm. Bánh rất mềm. Còn bánh khác vỏ bánh cái vỏ họ làm nó bị giòn bị bể và cái nhân nó rớt ra ngoài nhớ không? Dạ. Sorry. Thôi để lên cảm ơn nha. Hello Ivy Mai, hello cô chủ nhỏ, hello tài lý Lưu Diễm Hương, Brandy Trần, Linh Đôn, Ngọc Hiệp, là Lâm Diễm Hương, Ngọc Hiệp. Ủa sao mỗi lần mình livestream có Alan là gái vô coi không nữa? Cái này là cô Đức Tiến nha. Nhưng mà thấy Alan mặc lên là toàn là gái, gái từ phương xa lạ chưa hề quen nhau, tụ về đây thấy toàn là Alan. Đá kèo này hơi mạnh nha. Điệt má. Thích tập tên nữ không nữa không? Mối của Đức Tiến, mai mối cho Alan ha. Hàng chi là vậy, đúng rồi. Mình đang quảng cáo bánh hết ế mà. Đúng rồi. Mọi người có thể nhìn thấy được nha, là một cái bánh cắt ra nó rất là đều và nó có được tới 4 lớp bánh, một 4 lớp nhân. Đây là 4 lớp. Đắt sắc cả miếng đó, đẹp quá hả? Dạ. Cheers. Rồi. Cheers. Yeah. Rồi. Camera cho mình gần nó chút xíu bằng camera yêu dấu đó. Đây nè, thấy là có 4 lớp đúng không, là 4 cái layer, là 4 lớp bên trong giữa màu vàng vàng đó là trứng muối. Trứng muối này đã được làm sạch thơm, không có mùi trứng, không có vị tanh, ăn có vị béo vừa phải, không có quá mặn. Tiếp đến là cái mè đen đúng không anh? Mè đen có vị rất là mềm mịn thơm, không bị đắng, không bị gắt. Còn lớp này màu xanh là gì anh? Lá dứa, đậu xanh và lá dứa, béo của đậu xanh, thơm của lá dứa và lớp ngoài cùng là lớp bột của bánh. Nướng vừa đủ vàng tới rất đẹp nha. Và tất cả nó hòa quyện vô, nó mềm thành một khối chứ nó không rời rạc giống như các loại bánh cát bên ngoài. Bây giờ là ăn. Thật ra đây cái loại bánh này thật sự là chú đi hơi bị ấn tượng nha quý vị. Ăn một cái mùi nào nó ra cái mùi đó rõ ràng nha, nó không có bị lẫn vào nhau.
Thí dụ như Chu Đì mà cắn ở cái lớp mà đậu xanh lá dứa là rõ ràng Chu Đì nghe cái thơm mùi lá dứa rất là thơm. Gắn vô cái mè đen á, là nghe cái mùi mè đen rất là mè đen, chứ không có phải là người ta nhìn là tưởng là giống như là bỏ màu vô đen đen hoặc là bỏ xanh xanh vô. Cái này là đúng là cái nhân của những cái mè đen và cũng như là đậu xanh lá dứa thật sự nha quý vị. Hơi bị ngon, hơi bị ngon. Thật sự không phải là tại vì bạn mình bán mình khen, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên Chu Đì ăn cái loại bánh này. Năm ngoái thì cũng ăn những cái loại bánh kia rồi cũng đã rất là ấn tượng, nhưng mà thật sự cái này là nếu mà năm nay quý vị có nhà ý muốn mua người yêu, người thân, gia đình, bạn bè hay là đối tác cũng như là những nhà đầu tư của kinh doanh của mình đó, thì đây là một trong những cái nhân mà Chu Đì rất rất là recommend nha quý vị. Bánh đậu xanh lá dứa mè đen có trứng nữa, rất là ngon nha. Em muốn nói gì không? Bây giờ ăn nó đi, ăn bánh nó nè. Ăn quá à. Ăn nó đi, ăn bánh ở đây thấy khác bánh chỗ khác như thế nào? Nói hết rồi, em đâu em không, đâu có ý. Không ngon, cái em thích cái này hơn cái kia, tại biết sao nó có cái trứng muối nó không có bị ngán. Tại nó mặn dừa. Trứng đúng không? Đúng. Thì em mới mua sỉ đó anh, em thích cái gì em mua cái đó, em nói em mua sỉ em bỏ đi cách tiểu bang anh biết rồi. Ok. Em thích cái này hơn biết sao, tại vì cái trứng muối á, nó ăn với lại cái nhân mặc dù nó không có ngọt, nhưng mà cái mặn mặn của trứng muối ăn rất là ngon luôn, cái bánh nướng cũng thơm nữa, thơm mùi bánh nướng. Cái mùi của nó không có bị lẫn. Đúng rồi, đúng rồi. Mài đen là ra mài đen. Lá dứa thơm. Nó rất là ngon. Yeah. Rồi các anh chị đang coi nghe livestream ngày hôm nay có thể đặt hàng nha. Cái số phone của anh Alan gọi trực tiếp cho anh chàng đẹp trai độc thân vui tính nhà giàu bán bánh ngon là San Jose Alan 408-828-3214. 3214 408 828 3214 là cái số mà tuyển là kim đó. Dạ mời ạ. Còn nếu mà ai mà coi livestream mà chạy ra bây giờ liền là có là được Alan cắt cho ăn luôn. Đúng rồi đó. Phục vụ đút luôn đút tận miệng luôn. Trời ơi. Cái này là một cái sự khác biệt đối với bánh phiên bản của khoai môn thì cái này không biết là vô tình hay là một cái sự sắp đặt như thế nào mà lúc mà mình đặt bánh size lớn của Taro thì lúc mà nhà phân phối sản xuất nó làm ra bánh size nhỏ và cũng là bánh khoai môn, nhưng mà nó ra một cái màu như là chocolate hả? Thì mọi người ăn thử và phê bình xem là nếu mà nó là khoai môn mà sẽ ra màu chocolate đúng không? Thì nó đang ở từ vì trong này nha, quý vị có thể thấy được chỗ này này, nhân ở trong này là khoai môn này, jam xong rồi bắt đầu tới mè đen, trứng muối và vỏ. Thì cái vỏ này á lần nghĩ mùi mọi người ăn thử đi rồi cho ý kiến đó là mùi gì nha. Hả? Jam cũng là khoai lang. Taro khoai tím. Dạ. Thì cái nhân của một bánh xay nhỏ này thì nó lại là một cái màu sắc khác, cho nên mọi người ăn ngay và cho lần ý kiến là đây là nó bị như thế nào. Mời ông thầy của tôi. Dạ em mời thầy. Tiến anh Minh cái này đi tiến. Rồi. Tiến bóc luôn. Rồi, thầy ơi, gần đây em nói thầy. Đó, ngon chưa? Trời ơi, tôi tiếng mà là ăn cái gì là ai cũng nói sao cái miệng thức ăn nhìn thấy ngon quá. Mà nó ngon thiệt nha quý vị, thấy không? Thì đó, vậy em nghe chocolate hả? Em nghe ra vị chocolate thiệt luôn. Chocolate? Dạ. Chocolate hả? Ừ. Chocolate, đúng. Đây là bánh trung thu chocolate mè đen trứng muối. Đó, có phải mông luôn. Chocolate, đúng rồi. Cho nên là lúc mà anh nhận cái bánh này xong, cái bánh này mới tới Mỹ được khoảng chừng có 4 ngày trước à. Tại vì lần đặt bánh xong rồi nó sản xuất và nó phải đi đường e tới. Thì qua giai đoạn chuyển tới thì mới nhận được. Thì lần mới ăn vô cái này là nói, ủa tôi nhớ tôi đặt cái bánh khoai môn bỏ ngoài. Nó tới đây sao nó đen thù lùi vậy. Nhưng mà lần ăn vô nó. Nó có một chocolate. Chocolate. Mình cảm nhận là chocolate mà. Mình vô tình mình đã thoại lần đó là cái câu chuyện vui của cái bánh này nè. Có thể nhà sản xuất đó làm cho mình một cái lớp vỏ lột ở ngoài, nhưng mà nó lại vô tình nó lại ra một cái vị mới. Rồi đây có siêu mẫu Nam Vương Trương Ngọc Tình, không ngủ bởi là Tình, Kiều Mai Anh, rồi Tony Lam, mấy anh này làm bên rồi Divine Quarter là ở Texas đó, rồi Duy Nguyễn. Các bạn nào ở tiểu bang hay là đâu mà muốn đặt bánh á thì bên anh Alan có ship bánh đến tận nhà cho các quý vị nha, trên khắp nước Mỹ luôn. Tiền phí Black Fee tức là chỉ có $15 thôi, mua một hộp, hai hộp hay là 10 hộp hay là 50 hộp chỉ tính có là $15 cho quý vị mà thôi nha. Rất là ngon ngày hôm nay. Bây giờ mình vô một cái bánh năm ngoái, một siêu phẩm năm ngoái mà rất là nhiều khách hàng cũng rất thích, ai mà mê dừa hay không dừa
Nhân dừa hả? Nhân dừa. À, nhân dừa màu trắng đúng không? Nhân dừa. Yeah. Thì chắc chắn sẽ có một cái gọi là một cái cơ hội ăn được bánh gần luôn. Dạ. Bánh này nó hơi mềm là tại vì cái này là nó là nhân loại dẻo của vỏ bánh mochi đó. Thì mình sẽ cắt ra cho mọi người thấy được là nó đây. Đây. Sơn giúp anh lần coi cái này nha. Đó. Anh lật lên luôn sao đó? Anh lật xuống cho coi thôi. Lật thôi. Đó, lật xuống thôi, lật thôi đó. Lật lên thôi. Đó. Dạ. Anh lần sẽ đó cho mình thấy ồ cái trứng muối nhiều ha. Trứng muối đã đẹp dễ sợ luôn. Và phải nói là bánh này Alan cũng rất là mê, tại vì Alan rất là mê ăn nhân dừa. Chia sẻ của Alan là từ bé tới lớn Alan không thích ăn bánh, nói chung là không thích mè đen. Ồ vậy hả? Ừ, nhưng mà từ năm ngoái sau khi Alan có cơ hội ăn thử qua bánh tỏi thông và mè đen nó trở thành một cái thứ mà Alan chấp nhận ăn được. Ừ, cái gì hồi trước có mè đen đâu không ăn. Nó là cái thơm là nó là cái món. Món, ở cái món hả? Thì mình mới nói là mình cảm nhận nó không có được cái gì gọi là đặc biệt lắm. Nhưng mà mình ăn nó vô rồi mình mới... Cái quan trọng là cái mè đen anh ăn những nơi khác nó làm không có được ngon. Nó bị gắt, nó bị mùi và cái nào quá nhiều. Đó, mè đen đây thì nó là tuyển chọn. Dạ. Nào cũng vậy á. Dạ. Cho nên là ai mà có cái sở thích mà ăn mè đen thì trong những cái bánh của trung thu năm nay của bên Tài Thông á, có một số loại bánh đều là có mè đen và tất cả những cái món đó đều được tỉ mỉ nghiên cứu và pha quyện lại với cả những vị khác cho nên nó sẽ rất là hay. Anh thử đi Tiến. Rồi, hello Travis Nguyễn nha. Hello các bạn đang coi livestream ngày hôm nay. Bốn anh em chúng tôi đang ngồi cùng ăn bánh trung thu và cùng thử các cái vị khác nhau cho quý vị để quý vị thể cảm nhận được nó thơm, nó ngon, nó đặc biệt như thế nào so với các bánh trung thu mà mình ăn trước đây. Thầy nói là hồi nhỏ, tức lúc Tiến còn ở Biên Hòa á, có cái cô em rất là dễ thương, bé đó giờ chắc nó lấy chồng giàu lắm rồi. Lấy chồng giàu, hai bà kia chỉ dựng lên liền đó. Mình thì cũng giàu mà lo cái gì, đúng không? Hồi xưa là hai anh em là ăn bánh trung thu chơi với nhau tắm mưa bất lúc rất là dễ thương kiểu như con nít vậy đó. Sau này nó có chồng nhắc hoài, nó em đừng nhắc nữa, chồng anh tránh anh chết. Lần nào gặp mình nó cũng nhắc câu chuyện ăn bánh trung thu anh Tiến hồi nhỏ rồi. Chồng mày cái bên nhắc nữa ba quýnh tao tội nghiệp tao. Nói giỡn cùng quý vị thôi, là thật sự là rất là nhiều kỷ niệm để mà chúng ta nhớ về một cái trung thu hay là ăn bánh trung thu với nhau. Nhưng mà bây giờ ở Mỹ rồi, để mà có được bánh trung thu vừa ngon vừa đẹp vừa sang, ngon cho người ăn, đẹp và sang quà tặng cho quý vị, thì đó là quý vị cũng cảm thấy rất là thích, mà giá cả không có quá cao, thật sự có 100 mấy thôi. Bây giờ đi ra mua hộp bánh ở ngoài có mấy chục đô thôi, nhưng mà thật sự cảm hộp lên nó rượu rã, nó mềm, mình tặng mà cũng cảm thấy ngại ngại á. Còn cái hộp này là họ ăn xong họ giữ lại cái hộp làm kỷ niệm và họ sẽ thấy, quý vị sẽ thấy được cái món quà đó nguyên một năm luôn, năm sau lại thấy tiếp một món quà mới. Thì bây giờ mình trở lại với bánh này ha. Bánh này nó là nhân dừa đúng không? Họ hai cô gái nè, mè đen nhân dừa nè, vừa ăn là chia sẻ liền luôn. Em nói trước đi. Mochi ngon á chị. Thịt cái đúng không? Lạ quá hả? Thế như cái nhân đúng rồi, cái bánh dẻo Việt Nam mình nó dính, còn bánh dẻo đây nó không có dính mà nó mềm. Nhưng mà cái mochi này nè nó dẻo. Nó hơi dẻo. Thật ra cái mochi nó lại khác hơn cái bánh dẻo Việt Nam của mình. Cái bánh dẻo Việt Nam dạ, đúng nó rồi, dùng bột đó, nhiều đúng hơn. Rồi. Nó hơi cứng nữa chứ dạ, không là nó dẻo. Cái này thật sự nó rất là dẻo. Nó rất đúng là rồi, dẻo mà giống như là mình đang ăn xin gum vậy đó. Nó mềm hơn, nó tan. Đúng rồi, nó tan ra đúng rồi á. Rất là ngon. Ngon hả chị ha? Nó lạ nữa. Thật sự là từ nãy giờ ăn cái bánh nào đó cái nhân nó cũng lạ hết trơn á, quý vị. Nó không có gọi làm cho mình bị ngán hoặc là mình bị ớn vì một cái nhân cố định. Ví dụ như mình mà ăn bánh đậu xanh trứng riết mình cũng ngán nè, sen riết rồi mình cũng ngán đúng không? Hay là năm nay mình thử đổi khẩu vị đi quý vị, mình ăn thử những cái nhân mà thí dụ như ai thích ăn mè đen đó, thì tôi đề nghị là đây là một trong những cái món bánh trung thu mà mè đen mà tôi đi có thể nói là ngon nhất từ xưa tới giờ mà tôi đi được thử đó quý vị. Quý vị mình ăn thử đi. Và cũng như là có đậu đỏ nữa nè, ai thích ăn đậu đỏ, rồi ai cũng thích ăn sầu riêng nữa. À thôi em thêm thử sầu riêng nha. Trời tự nhắc sầu riêng, cái thèm sầu riêng quá. Thử bánh sầu riêng đi. Vô thẳng vấn đề luôn và đi thẳng tới bánh trung thu sầu riêng màu vàng rất là đẹp đúng không? Và nhắc lại là tất cả những cái màu này là màu tự nhiên. Dạ, nên mình an tâm, chất lượng. Và những cái bánh, có một số là bánh là ăn chay được phải không anh? Dạ, đây là một trong những loại bánh chay đây. Bánh chay nhân sầu riêng Muscle King. Và đây là cũng là bánh chay đâu rồi? Bánh đậu xanh. Đậu xanh,
hồi nãy nó đậu xanh, đậu đỏ, trà xanh. Dạ, là cũng làm bánh chay. Và cái này là mocha milk tea, cũng làm bánh chay luôn. Dạ. Rồi, hello Hoàng Anh, Phô Bì Nguyễn và Danny Nguyễn nha. Các bạn muốn order gì thì cứ comment dưới nha. Đây, trải nghiệm, đây, mình chia sẻ cho mọi người thấy. Vỏ bánh rất mỏng nha. Đây là một cái bánh mini thôi nhưng mà nó vẫn làm đúng chất lượng và nó đạt được cái tiêu chuẩn là mỏng, dẻo, mềm và nhân rất là dày. Yeah. Có nghĩa là không phải là vì bánh mini mà giảm đi chất lượng nhưng mà họ vẫn giữ luôn cái chất lượng như là cái bánh lớn đó quý vị. Yeah. Đó, nãy giờ mọi đang người đợi cái sầu riêng đó. Cũng ba có ba nhân hả anh, là cái mấy cái vỏ màu vàng ha, sống trong là nhân sầu riêng. Nhân sầu riêng, dạ. Nhân sầu riêng có gì đó anh? À, mọi người ăn thử đi. Anh ăn thử đi, cái sầu riêng đó. Đi mở trong. Ồ. Dạ. Tiến, mời tiến. Ừ, thơm quá. Cái nhân này vàng vàng em tưởng là cái nhân đó, cái muối hay gì, cái sầu riêng đó. Nó là sầu riêng. À, trong camera cho gần là anh với anh Lần đó, đây là nhân sầu riêng, nó chỉ được lớp vỏ mỏng bên ngoài còn bên trong là sầu riêng. À, rất là mềm thơm ha, ngon quá. Ừ, thơm mềm. Thì ổn anh thấy không, năm nay làm cái xoài nhỏ vậy mà anh lại dễ. Ừ, dễ ăn hơn mình dễ ăn. Tại thật sự một nhân á, nếu mà mình ăn á, mình ăn một cái lớn á, mình ăn được có một loại nhân thôi. Mình ăn cái bánh nhỏ mình có thể ăn được nhiều cái loại nhân khác nhau cùng một lúc, còn không là quý vị chỉ ăn được một cái bánh một lần thôi. Còn nếu mà mình muốn thưởng thức tất cả các mùi á thì mua cái bánh mini, quý vị thấy nó tiện hơn và dễ thương nữa quý vị. Ăn mà còn thấy dễ thương. Họ bây giờ có 88 đồng à? Dạ đúng rồi, 88 đồng to, 8 bánh nhỏ. À, được thưởng thức được 8 vị khác nhau. Dạ. Cái gì? Ngon hơn người yêu cũ. Ông hỏi là bánh này có ngon hơn người yêu cũ. Tôi đi hỏi là người yêu cũ nào? I have a lot. Cũ. S. Cái gì mà cũ rồi thì mình đừng nên nhớ nữa, mệt lắm. Mình năm nay bánh mới, mình ăn bánh mới đi quý vị ơi. Ngon quá. Hello Thủy Tiên, Đỗ Trúc, Nicky Nguyễn nha. Dạ. Ngày quay thập cầm đi vị. Cái này phần hoàng mới chuyện nha. Thủy Tiên vợ anh đang trường hả? Ồ không phải, Thủy Tiên khác. Just kidding. Chú Điều bật cái căng thẳng ngắn luôn rồi đó. Hết hồn. Hết hồn luôn. Hết hồn luôn. Ủa vậy hả? Ủa? Ôi quên, xin lỗi. Tưởng người nổi tiếng rồi. Mình là một nổi tiếng, tội nghiệp ghê. Đây là mẫu bánh xay nhỏ cho Phượng Hoàng Mỹ Vị nha. Tên rất là hay. Ừ. Ồ, bên trong đầy đủ ha. Dạ. Đây, có trứng muối, có những cái loại nut và quý vị có thể thấy là một cái bánh nó rất là mỏng. Cái vỏ bánh nó mỏng. Dạ, tao lên cắt thêm mặt tay chút xíu nha, xin lỗi mọi người. Không sao, âm thanh này nghe đã. Mạnh bạo lên anh. Anh quay phim. Rồi mời ông thầy của tôi. Anh lấy cái này trong thầy nè. Lúc hồi mình hỏi ý kiến anh quay phim luôn nha. À. Behind the scene nha. Dạ đây là phải em ăn nha quý vị. Mà các bạn em ăn chứ em cúng mà nó chứ đâu quý vị. mời hai người. Mỏng ngon á ha. Dạ. Ngon hơn người yêu cũ mới chịu nha. Để ha. Wow, thì đúng rồi. Tại nếu ta nói không rập câu chuyện đó, nếu như mà mình còn yêu người yêu cũ thì sẽ không đi tìm người yêu mới, tại vì người yêu mới làm cho mình yêu nhiều hơn người yêu cũ nên mới có người yêu mới xuất hiện, nên đừng quay lại người yêu cũ. Má ơi sao rối quá cái chỗ đó. Rồi ăn thử đi xong trời. Có quay lại với người yêu cũ hay người yêu mới? Cuối cùng là không biết luôn. Quan trọng là bây giờ cái gì xoay phun ra sao anh ăn lại không? Không, bây giờ chị cảm thấy là giờ yêu cũ yêu mới gì nó không quan trọng, nó cũ mới gì cứ tới mua cặp bánh đôi ta đi, muốn cỡ nào cũng được trơn. Ai cũng đôi ta hết trơn á. Đôi cũ cũng là đôi mà, đôi mới cũng được là một đôi thôi kệ đi. Rồi sống mà dĩ hòa dĩ quý cho nó vui mọi người ơi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình ăn nha, xong rồi mình sẽ chia sẻ nha. Đây là bánh thập cẩm đúng không anh? Thập cẩm. À, trong nó có các loại đậu hả? Đậu này đậu gì anh biết không ta? Thơm. Cái này giống như là à dạ walnuts, dạ dạ. Có trứng không? Có trứng không? Hạt dưa trứng nha, nhiều loại. Dạ. Yeah. Hạnh nhân à. Bánh này được một điểm lần chia sẻ là quý vị khách hàng của tài thông mà đã và đang mua bánh
Một khi họ tới đây họ chỉ cần biết bánh thập cẩm và họ ăn thử qua, họ nói mua một lúc 4 cái. Wow. Hay là họ mua 2 cái, 3 cái. Thường thường khách hàng của mình mà mua một cái bánh nào đó, một vị á, thì rất bình thường. Nhưng mà để mà, cũng như là Alan chia sẻ câu chuyện thực tế thôi là giống như là Ngọc Quang Nguyên cũng là một trong các bánh có thể mua được 2 cái. Nhưng mà phù hợp với vị vô tình khách hàng vô tới mua cho tôi 4 cái, cho một hộp 4 cái luôn rồi đó. Không cần đợi vật khác à? Cô tôi thích, cái vị này ngon. Yeah. Thì cái này Alan cũng chia sẻ thật lòng là rất nhiều người khách mà mê ăn bánh thập cẩm thì sẽ đặt bánh này và mua một lần nhiều cái để ăn cho từ từ luôn đó. Alan nói, oh wow. Thật ra đó, bánh thập cẩm là một cái loại bánh trung thu mà hồi nhỏ khi mà bắt đầu biết ăn bánh trung thu là chú Điện nói Huy đừng cười, một mình chú Điện ăn 4 cái. Trời bởi vì nói cái bánh trung thu là phải giật cái micro nói liền đó, quý vị là hiểu. Trời ơi, nhưng mà ăn 4 cái mà biết cái bánh như lan là nó bự lắm á, tiếng hiểu không, là bự bằng mặt chắc cũng cỡ đó đó. Mà ăn 4 cái đó quý vị, trời ơi đó, ba mẹ nói là mua bánh trung thu về, giờ mua về qua ngày mai mở ra không còn cái bánh nào, chửi hiểu ai ăn bánh trung thu. Một mình ăn á. Nhưng mà thật ra là vậy nè, bánh thập cẩm là một cái bánh truyền thống quý vị, nhắc tới bánh trung thu là người ta sẽ nhắc tới bánh thập cẩm và bánh đậu xanh sen, hạt sen. Thì bánh thập cẩm này của Tài Thông, Châu Đi phải cho một điểm mà Châu Đi thấy rất là khác biệt với những cái bánh khác là không bị dầu mỡ nhiều. Quý vị để ý nha, bánh thập cẩm á, là thường thường luôn bị dầu mỡ, là quý vị để qua chừng một tuần thôi là bánh nó sẽ lên dầu. Ai mà ăn bánh trung thu là sẽ biết cái vụ bị bánh nó lên dầu lên. Riêng cái bánh trung thu này từ lúc mới ăn cho tới mà, tại vì năm ngoái chú Đi để mua cái thập cẩm rồi, chú Đi ăn chú Đi biết bánh không bị lên dầu. Bánh không bị lên dầu đó là một cái rất là hay của Tài Thông. Và vỏ bánh thì rất là mỏng, mềm, không có bị bể nát giống như là bánh trung thu mà mình mới mà thập cẩm mà mới mua về thế nào cắt ra cũng bị cái vỏ ngoài nó bể. Còn từ nãy giờ quý vị để ý không, bánh của Tài Thông cắt không có một cái vỏ nào nó bị bể hết. Thì đó cũng là một cái điều mà một cái tinh hoa, cái tinh túy của nhà sản xuất Tài Thông đã làm được một cái bánh. Cho nên dĩ nhiên giá nó cũng phải cao hơn rồi đúng không anh? Người ta nói là tiền nào của đó mà. Cho nên là nếu mà thực sự mình đã ăn bánh trung thu bao nhiêu năm rồi thì năm nay mình thử bỏ thêm tí xíu thôi. Bỏ thêm tí xíu mình mua ăn thử cái bánh Tài Thông này đi quý vị. Quảng cáo không có sai đâu. Cho để biết quá dần về bánh trung thu. Em mê bánh trung thu lắm anh. Ngày mai anh phải mời em đứng bán bánh trung thu thêm một mùa này nữa. Nghĩ đi. Anh em ăn có 1 cái thôi là thấy đủ rồi bạn, 4 cái luôn xong mẹ mà hỏi bánh trung thu rồi. Con nghĩ là con ăn hết rồi đó mẹ. Hôm nay bốc phố được Châu Đi rồi. Châu Đi 4 cái, tên mới Châu Đi 4 cái. Rồi hello Khôi Nguyên, Vân Trần, O Canh Thông, Tommy Đô Ngô, Kỷ Nguyên và các anh chị nha đang coi cái livestream ngày hôm nay. Thì nhắc lại là các anh chị đã muốn đặt bánh nha, có thể gọi về số phone của anh Alan tiếng đường kim trên đây là 408-828-3214 nha. Cứ đây cái phone nằm đây gọi thử các quý vị, đó cái phone nằm đây nè, đó gọi đi biết ai gọi liền nha, đó 408-828-3214 để đặt bánh. Cái hộp bánh này là gồm có 8 cái loại bánh nhỏ nha, với 8 hương vị đặc trưng của mùa trung thu và rất là thơm ngon nha. Thương hiệu Tài Thông nổi tiếng từ năm 1855 rồi, đã mặt tại Mỹ rồi và giá là 88 đồng cho hộp nhỏ này. Đó, ngoài ra hộp lớn cũng có luôn, còn những hộp đẹp mà sang trọng như thế này nha. Bên trong là có 6 cái bánh lớn với lại 6 cái vị quý vị sẽ lựa chọn khác nhau, giá là 132 đồng. 138 bù 6 đô, 6 đô rồi. Bù 6 đô, 138 đô. Ship đi khắp nước Mỹ nha. Chỉ tính tiền ship là có 15 đô thôi. Mua một hộp hay là 10 hộp cũng chỉ có 15 đô thôi. Có hai màu, màu cam kiểu Hermes rất đẹp và sang trọng nha, và màu xanh navy huyền bí cần được khám phá. Đó, thôi. Rồi ngoài là có yến của bạn này nữa nha. Đó, chưa kể nữa là cho những người trẻ, những người mà có ít tiền hay là muốn tặng một món quà thay lời muốn nói là nói đây. Đó, bánh đôi ta bên trong này gồm có hai cái bánh lớn, mình sẽ lựa chọn là bánh đậu xanh, bánh gì, trà xanh đậu đỏ, trà xanh đậu đỏ, như nói là em hãy làm trà xanh của anh đi, anh sẵn ví dụ dạng vậy, anh sẵn sàng làm đậu đỏ của em, ví dụ dạng vậy đó. Ý nó là hãy là người yêu của anh đi đó, hãy tư xanh đi đó quý vị nha. Đó, thì cái này giá bao nhiêu, cái hai cái nhiêu, 44 đồng, 44 đô thôi mà nói lên tất cả những gì muốn nói. Đó,
tặng một món quà mà nói lên quá trời thứ luôn. Rồi trở lại với là lần với cái bánh đang cắt đây. À, mình vô ngay vấn đề của mình bây giờ tiếp tục nha. Đây là cái vị kế tiếp mình đã thử đó là mocha milk tea. Dạ. Thì mình sẽ vô thận ngay nha. Đây là một cái vị bánh đó. Nhìn vô rất là milk tea và trà sữa. Rồi. Đó là mời mọi người nha. Rồi. Bước vô. Lấy sĩ, đừng lấy bác sĩ chứ. Đâu, đặt sĩ một cái tôi ta mà, đi khám tiểu bang hả? Đúng rồi. Rồi. À, ai mà biết bạn em tên là gì An em? An Nguyễn, Facebook có phải không ta? Ờ, Facebook kết bạn liền luôn đó, anh sẽ là người yêu tương lai của em, làm ơn gửi anh cặp bánh cho ta. Nói thiệt nha, bây giờ để lên là em gửi liền đó, cặp đó chưa? Ai muốn làm người yêu tương lai của Ân thì của An chứ? Để lên An sẽ gửi tặng một cặp bánh đôi ta liền nha quý vị nha. Đi nữa đi sẽ ghi cái link Facebook của bà làm đây. Hãy cho mừng ba giữa FB. Em đi không mày không giả. À mấy cái nick là khao giả không đi. Xong xếp một địa chỉ. Xếp một địa chỉ. Rồi cảm giác của bà ăn đi. Ăn xong chia sẻ về bánh này nha. Dạ. Anh thấy này mocha hả? Mocha hả rồi? Mocha và bánh chocolate ở ngoài. Rất nhiều bạn trẻ một khi thử cái này rồi họ sẽ mua bánh này. Phần lớn là giới trẻ thích cái này. Phải không? Mới mẻ. Mới lạ. Lạ. Một bánh trung thu mà cái gì mà mới mẻ mà mới lạ mà trong tiếng Việt là gọi là cái gì nó mà trending ha. Và mà ăn mà nó khác lạ lạ. Thì đừng là hợp ghê ha. Dạ. Có cà phê không ạ? Mocha. Đúng không? Ừ. Caramel. Ngon quá ha. Nhưng mà cái hay của bánh này á, thật sự từ nãy giờ mình ăn nhiều loại bánh như vậy mình sẽ rất là dễ ngán nha. Bởi vì cái nếu mà thật sự bánh trung thu thường mà ăn vô sẽ bị ngán. Chính xác. Vì cái độ ngọt của nó. Mà từ nãy giờ ăn là coi như là 8 mùi rồi. Bảy mùi. Có cảm giác bị ngán. Thật ra cái thứ 8. Khác nhau á chị ha, cái vị nó khác. Nó khác là một cái là cái độ ngọt của nó rất là thanh, nó dịu, nó không có gọi là nó gắt. Cho nên là mình có thể ăn được nhiều mùi khác nhau. Đó là một cái câu cái ăn cái đang cái này đó, là chưa ăn mà là nói quá trời nói luôn rồi đó. Chỗ này ăn vừa ăn vừa thử xong hết rồi. Không ngon. Chỗ hốt nhà mình vẫn còn chưa ăn. Không. Đúng không? Không. Nó có vị cà phê chút xíu không? Hơi cà phê. Hơi ngon. Ngon chưa? Không bị ngán, cho nên nó đúng ăn không bị ngán. Chứ không. Trung thu mà bánh nhân ngọt có ăn là dễ ngán lắm. Không bị dính răng nhiều. Không bị dính răng. Nó có dính nhưng mà nó tan ngay. Yeah. Nó dính nhưng mà nó tan. Thôi mời anh. Cái này là một cái đặc điểm mà Alan chia sẻ là bánh trung thu thường thường Alan chỉ ăn chừng nửa cái hay một miếng thôi. Bao nhiêu năm nay là Alan ăn trung thu chỉ có cái mùi. Nhưng mà không biết tại sao có thể là mình bán bánh cho nên mình yêu bánh luôn hay sao. Mà mình ăn bánh này năm ngoái và năm nay nói chung là mình ăn mà không cảm thấy ngán. Thành cái này nó là một cái trải nghiệm một lần không hiểu tại sao có cái bánh này nó làm cho mình nghiền vậy. Bánh là tên gì anh? Bánh vừa rồi hả? Bây giờ nào? Bánh kế tiếp. Đây là bánh Cherry Custard. Đây là bánh ngọc bích trứng custard. Yeah. Thì cái màu đó là màu ngọc bích cho nên là nó gọi là bánh ngọc bích. Thì đây ngọc bích với cả trứng, đây là một loại trong trong tất cả những loại bánh khác là trứng muối, thì đây là một cái dòng bánh trứng mà nó không phải là trứng muối, nó là trứng custard. Thì mọi người lên thử bánh này nhân đậu xanh lá dứa với trứng custard, có thể nhìn thấy đây lúc mà cái đường cắt của mình á nó rất là đẹp. Mình dùng dao cắt mà nó rất là sắc bén và nó sẽ nó nét cho một cái bánh. Mọi người thử nha. Rồi. Mọi người thử đi. Đẹp quá. Là cái này là cái thứ 8 luôn rồi hả? Dạ, cái thứ 8 rồi đó. Anh mau quá ha. Đã chưa? Thơm lá dứa thiệt á. Mùi lá dứa đúng không? Thơm dễ sợ. Thử ăn thì cái này nó đúng nằm. Trứng này nó vị ngon. Dạ. Mình ở Mỹ mình ăn không có được nhiều, không có vị nên là ăn cái nào nó đáng, nó ngon, nó đẹp, nó vừa đẹp bên ngoài, nó vừa ngon, nó vừa chất lượng thì là rất là tuyệt vời. Còn bạn đúng không? Chứ ăn nhiều khi mua bên ngoài bánh bự quá ăn không nổi, ngán bỏ uổng nha, mà không thưởng thức được cái tinh hoa của nó. Mọi người có thể để ý nha, một cái bánh nhỏ, size nhỏ
mà cái lớp vỏ bánh của nó cực kỳ mỏng mà ăn không ngán. Có thể đây là một cái bí kíp bánh không ngán là tại vì cái vỏ bánh rất mỏng, rất mỏng, người ta không thấy được cái vị bột ở trong này luôn. Nếu mà mọi người nhìn kỹ đi, đây là một cái dây chuyền sản xuất mà Alan cảm thấy nó đưa cái tiêu chuẩn là bánh ngon đẹp đi chung với nhau ở chất lượng ba điểm thôi. Đúng. Bánh ngon quá em ngồi bên em thưởng thức em không nghe nói gì chứ. Thơm mùi đá dưới luôn đó chị. Thơm luôn, thơm mùi đá dưới dễ sợ luôn. Dạ. Thơm ngon. Nói chung là ăn bánh bánh đây là nhân mùi nào ra mùi đó rõ ràng, không có bị lẫn lộn. Như người lớn á chị, họ thích tradition đó, thật ra cái này giống như cái bánh đậu xanh gì bánh đậu xanh đó. Của mình đó. Đúng rồi đó. Nhưng mà thơm đó, nhưng mà rất là thơm đá dưới. Đúng rồi. Bây giờ hỏi bằng An nè, bây giờ mình thật ra khi mà Đức Tiến ngồi nói chuyện với anh Alan á về bánh á thì có rất là nhiều loại bánh, mỗi cái bánh nó mang bản thân cái bánh nó mang màu sắc, nó mang cái mùi vị của nó khác nhau rồi, nó mang câu chuyện đúng không? Thì cái bánh này khi mà ngồi nói chuyện đưa cho cái hộp này thì cái hộp đôi thì Tiến nói hộp đôi hay hộp cặp. Đó thì thường cái gì đôi hay cặp á là chúng ta hay nghĩ đến là hai người đang có tình cảm với nhau, hai người đang yêu nhau, hay là một trong người yêu người kia mà không dám nói, ví dụ dạng vậy, hay là tình cũ muốn quay trở lại, hay là tình mới vừa đến, ví dụ vân vân. Thì khi hỏi cái tên đó thì Tiến cứ nghĩ là tình nhân, tình duyên, cặp đôi ta, thì cuối cùng lại là lấy cái tên là đôi ta. Đó, các bạn có thể, các anh chị có thể tập mua cái cặp bánh này nha. 44 đồng có hai cái bánh bên trong ha. Hai bánh bên trong mình có lựa chọn cái mùi vị nó theo ý của quý vị. Thì hồi nãy An có nói là sẽ đặt bao nhiêu hộp quên rồi. Dạ, A là bạn trai cũ, bồ cũ hay là người cũ? Ồ, vậy là người cũ. Ồ, wow, chị ăn đâu mới đặt hả? Ồ, má ơi. Sao khó quá. Chết cha, ai đang yêu An thì nói anh là người yêu mới của em nè. Anh sẽ là người yêu mới của em. À vậy hả, rồi trời ơi thương quá không? Ăn có bánh xong sẽ khổ như vậy. Cứ 44 đồng mà. Hai hộp khác nhau nhanh, một hộp đôi ta còn cái hộp kia kìa. Không em chị nghĩ. Cái hộp nhỏ, cái hộp mà mình có thích ai rồi mình có ý. Ngỏ ý đó, cái hộp mà ngỏ ý đó. Đó cái đó hai cái khác nhau. Ủa mình chưa đặt tên cho cái này mà anh hả? Bánh này là bánh lựa chọn đó. Bánh đôi ta, cái này là bánh ngỏ ý. Ngỏ ý à? Đúng rồi đó, bánh đôi ta. Dầm ngỏ, dầm ngỏ. Dầm ngỏ là trời lẹ quá, em ngỏ ý trước đi. Ngỏ ý trước đi. Bánh lời tỏ tình dễ thương không? Thôi, chị muốn ngỏ ý nó chị đến ngay trước cửa nhà dầm ngỏ. Ngay đến nhà nói chị ngỏ ý đúng không? Nè. Đây, trà xanh đỏ đỏ, thoát ế. Nói chung. Thoát ế, anh là chị nói thẳng một vấn đề, thoát ế. Hồi nãy là anh xóa ế, giờ xóa ế luôn rồi. Rồi ông chủ cứ đi bán bánh thoát ế hoài cho bây giờ ông mới thoát trời. Ông thoát chưa, kêu tao thoát. Thôi nói cho vui đi. Như vậy, rồi chắc mình tiếp theo mọi người mà anh nói là chút xíu về cái hai bánh của anh nè, rất là đẹp. Hai cô gái cầm giùm anh tiếng nha. Đó, rồi anh nói đi. À, nói gì sao nữa hả? Một lần giá và bánh mình chăm ship mọi người như thế nào? Mình chia sẻ lại một lần nữa là bánh này là hai túi sách theo thiết kế của Hermes, mà dáng của Hermes nha, chứ không phải túi sách của Hermes nha, dáng túi sách Hermes. Và đây là 6 bánh hộp rất là hay và rất là tinh túy. Và mình có thể thấy được đây là một cái hộp mình có thể đặt được tất cả 6 bánh và mình có thể lựa bất kỳ 9 loại bánh mình đang có. Hoặc cái này là 138 đồng, Alan cũng chia sẻ thêm lại lần nữa là 138 đô mình có thể có được 6 bánh. Nhưng nếu mà quý vị mà muốn tăng lên giá trị món quà để mà tặng cho người mà mình cảm thấy mình có cần phải gọi là nâng cao thần ý nữa đó, thì mình sẽ bỏ hai cái tai yến này vào đây. Đây tai yến mình bỏ sẽ vào đây trong đây và mình sẽ tặng với cái người khách người mà mình gửi ý tới đó, thì là hai tai yến và 4 bánh là 150 đô. Yeah. Thì quý vị có thể thấy được là một cái món quà rất là ý nghĩa và rất là tinh tế để mà mình có thể tặng cho cái người mà mình muốn trao gửi. Thì một màu thì nó là ô lê vi và hồi lấy tiếng nó là màu thần bí hả? Dạ. Yeah. Và đây là một cái túi màu cam rất là dễ thương, và nó là cùng một cái giá luôn, tất cả mọi thứ là 6 bánh 138 và túi kia là 150, hoặc là cho hai tay yến. Quý vị có thể liên lạc với Alan ở số phone trên và có thể mình sẽ sắp đặt để mà mình đặt hàng
và mình có thể gửi đi ngay kịp cho ngày trung thu. Cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ mình chào chia tay nha, mời hai cô gái có lời chào đến quý tặc quý vị luôn, chúng mình chúc trung thu. Chị nói nhà nhiều hộp xoàn quá, em ăn bánh cho chị tới hộp để đựng hộp xoàn. Ê chị, nè, cái ngăn á, cái ngăn anh Sơn. Ôi không, kéo ra. Mà chắc chắn lắm, cái này kim loại, nặng luôn. Nè, thiệt mà. Trời, ăn bánh trung thu xong lấy hộp chặn hộp xoàn. Good idea nha. Rồi đó, các bà chị nói ăn xong đi, tại vì đi kiếm hộp đựng hộp xoàn. Good idea nha, nhưng mà... Chị á nha, chị Jenny. Quý vị biết không, còn mẹ của Judy năm ngoái là được, cũng được tặng. Được tặng bánh cái này xong rồi ăn xong á rồi cái chú đi về hỏi ủa mẹ cái hộp bánh trung thu của Alan đâu rồi, hôm nay ghê ghê để đâu, biết mẹ chú đi làm nhưng quý vị đừng kim chỉ may vá. Trời ơi, mình tự nhiên mình cảm thấy là sao mà một cái hộp này mà nó có thể được hữu dụng và có thể sử dụng tái dụng lại rất rất là nhiều thứ, thì đây cũng là một cái idea rất là hay, một cái ý kiến rất là hay. Quý vị nếu mà thực sự mà muốn tặng quà cho người thân á, người thân yêu của mình hoặc là bạn bè hoặc là khách hàng á, thì đây là một trong những cái món quà trung thu cho đề nghị rất là ý nghĩa và đẹp nữa và sang nữa, thì hiện đang có bán tại Asha Corner ở Việt Nam Town và tiệm trà sữa A&B Nitro ở ngay Mill Peters. Quý vị có thể search trên Google hoặc là Yep đều ra được cái địa chỉ của hai tiệm này. Ngoài ra có thể liên lạc trực tiếp với anh Alan Nguyễn, ship xuyên bang, giá flat fee chỉ 15 đồng. Cho nên là order đi quý vị, 10 hộp cũng 15 đồng, một hộp cũng 15 đồng. Còn riêng Châu đi đây livestream được tặng thẳng đem về. Em làm vậy khách hàng cứ theo tới. Rồi Alan bạn thân của mình ơi. Rồi trời anh nói bánh thoát ế mà đem đi cầm quảng cáo làm cho là thoát liền gì. Cái năm sau mà có quay này nó không thấy cho đi nữa. Bút em được rồi. Em mua sỉ em. Bây em mua sỉ em không lấy về nữa. Em mua sỉ em xíu. Rồi anh ơi, cảm ơn em hôm nay đã lái xe từ Sacramento tới. Chỉ vừa một cứu vội phone thôi mà em xuống ngay và rất vui ngày hôm nay. Anh rất là cảm ơn em đã ghé và không em có một cuộc trao đổi. Tại em muốn em bánh thoát ế, em vui đúng nha. Rồi, Tiến, dạ. Mình thì mình tạm biệt mọi người ha. Dạ vâng, thì đến đây cùng với bạn An từ Sato, Sacramento, Jody cùng với anh Alan và Đức Tiến. Cảm ơn rất nhiều nha, và nhớ mua bánh trung thu hay là tặng bánh trung thu, thì có thể là không biết mua ở đâu, không biết mua bánh như thế nào và mua được tư vấn đẹp sang thế nào, thì chỗ của anh Alan là một nơi rất uy tín, bánh ngon, đẹp, sang và có ship đi tất cả mọi nơi. Cảm ơn rất nhiều nha, chúc mọi người có... À, vậy hạn chỗ chết cha bán bánh mà rơi bán. Ok, bye, và chúc mọi người trung thu vui vẻ. Bye bye bye.